Sau loạt ồn ào liên quan đến đời sống cá nhân, mới đây, hot TikToker Maybe đã trở lại bằng một bản cover ca khúc Đang Làm Mưa Làm Gió của Sơn Tùng. Tuy nhiên, dân tình chỉ quan tâm tới quá khứ của cô nàng. Cụ thể, trên nick TikTok cá nhân của Maybe ngày 10 tháng 3 đã đăng tải một clip khoe giọng với bài hát Chúng Ta Của Tương Lai của Sơn Tùng MTP. Tính tới thời điểm hiện tại, video đã đón nhận hơn 1 triệu lượt người xem cùng hàng chục nghìn tương tác dưới bài đăng của cô nàng. Trước đó, cô nàng cũng đã đăng tải một video clip đi làm thiện nguyện của mình. Năm nay tôi đã gặp phiên bản hỏng nhất của tôi nhưng cũng là phiên bản mạnh nhất, người xem liên tưởng tới những vụ drama trong quá khứ của cô nàng. Được biết, video clip này của cô nàng nhận được hơn 1 triệu lượt xem cùng loạt bình luận của cư dân mạng. Bên cạnh những bình luận tích cực về sự thay đổi của cô nàng thì cũng có không ít những bình luận cho rằng thực chất Maybe chỉ đang làm màu, muốn che giấu đi quá khứ không mấy tốt đẹp của mình. Maybe, tên thật là Thái Thị Hà Vi, là một trong những cái tên gây chú ý thời gian gần đây trên TikTok. Cuối tháng 11, cô nàng bất ngờ bị tố là người thứ ba yêu người đàn ông đã có vợ và 4 con. Người đứng ra tố là chị Hát, người vợ trong câu chuyện này. Chị Hát còn khẳng định trong suốt thời gian yêu đương anh N, người chồng đã gửi cho Maybe tổng cộng 350.000 đô la Mỹ, khoảng 8,5 tỷ đồng. Trong những ca khúc mành mây cover, đặc biệt phải kể đến clip Hey Mama đạt được hơn 15 triệu view. Trên TikTok, Mây sở hữu hàng loạt ca khúc với lượt xem triệu view vô cùng ấn tượng, ví dụ như Making Me Way ca khúc của Sơn Tùng, MTP, hay những bài hát kinh điển tạo động lực cho người nghe của các nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới như Stronger, Unstoppable, Dynasty. Hồi tháng 12 năm ngoái, trên mạng xã hội Facebook, một lời xin lỗi chân thành đã được gửi tới từ Maybe, người đang đối mặt với những áp lực và tranh cãi xung quanh mối quan hệ và sự kiện gần đây. Trong bức thư, Maybe bày tỏ sự tiếc nuối và nhận trách nhiệm về mọi thông tin không chính xác và ảnh hưởng mà sự kiện đã mang lại cho cô và những người xung quanh. Tuy nhiên, cư dân mạng đã soi ra ngay bằng chứng tiết lộ Maybe làm tiểu tam, ăn nằm với chồng người ta như chồng mình, cô nàng hết đường chối cãi. Trong phần xin lỗi, Maybe chia sẻ với khán giả, gia đình và bạn bè về sự đau lòng và hối tiếc về mọi lỗi lầm đã xảy ra. Cô mô tả cảm giác đắng ngắt khi nhìn thấy hình ảnh và thông tin cá nhân của mình bị lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Maybe cảm ơn sự ủng hộ và quan tâm từ phía khán giả, đồng thời xin lỗi đặc biệt đến vợ của người khác, chị Hát và gia đình chị ấy. Bức thư cũng mô tả chi tiết về mối quan hệ của Maybe với người khác, anh N, bao gồm những thông tin và tình tiết quan trọng. Cô chia sẻ về những đau khổ và áp lực mà cô phải chịu đựng, cũng như những biện pháp kiểm soát mà anh N đã thực hiện đối với cuộc sống của cô. Maybe nhấn mạnh rằng cô đã chấp nhận trách nhiệm và lời xin lỗi cho mọi lỗi lầm. Cô mô tả quá trình giữ im lặng trong thời gian dài và lý do khiến cô quyết định lên tiếng. Cô khẳng định rằng cô không có ý định đe dọa hay làm tổn thương người khác bằng cách tung lên mạng thông tin nhạy cảm và cam kết rằng cô đã chấp nhận đánh đổi một số tiền cụ thể.